thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi, đời trần thế vui xuân bao tràn hòa, người người đón xuân an lạc hài hòa và hạnh phúc an vui tháng năm dài. Đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn hương, ngày vui mới sáng tươi cho muôn người, tình nhân ái khắp muôn đường xa. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng, con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, mong non nước bình đẹp mãi, nhân thế xóa tan đi bao oán than, ta vui đón xuân đến, cùng chung đắp xây tình thương khắp nơi. Chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng, con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, noi gương Đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù, tàn như pháo ngoài sân, màn u tối vô mình không còn hương, thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi, đời trần thế vui xuân bao tràn hòa, người người đón xuân an lạc hài hòa và hạnh phúc an vui tháng năm dài. Đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn phương, ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân ái khắp muôn đường xa. Lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi, đời trần thế vui xuân bao tràn hòa, người người đón xuân an lạc hài hòa và hạnh phúc an vui tháng năm dài. Đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn hương, ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân khắp buôn đường xa. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng, con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, mong non nước bình đẹp mãi, nhân thế xóa tan đi bao oán than, ta vui đón xuân đến,
đắp xây tình thương khắp nơi. Và kính mời đại chúng mà chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 năm 2017, nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp mừng năm mới. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin kính chào tất cả quý vị và kính chúc đại chúng bước sang năm mới, tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, sở nguyện đều được viên thành như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Bây giờ ở ngoài đường trời đang rơi tuyết rất là dày. Có thể sau cái buổi lễ hôm nay chúng ta ra về là tuyết nhiều lắm. Sáng nay nhìn ra thì thấy tuyết đang rơi rất là dày. Thưa đại chúng, hôm nay năm nay chúng ta đón mừng xuân Đinh Dậu, tức là con gà. Thì con gà đó là một trong 12 con giáp, và đồng thời cũng là một trong lục súc mà gần gũi với con người. Lục súc tức là con ngựa, con bò, con heo, con dê, con gà, rồi con gì nữa, con chó, chó mèo là chung đó. Thì sáu con vật mà chúng ta thường nuôi mà gần gũi với con người mình nhất. Hồi nhỏ mình nhớ Việt Nam á, nhà nghèo á thì ăn cơm với trứng vịt luộc dầm nước tương, còn hôm nào mà nó ăn trứng gà đó sang lắm. Thường thường là ăn trứng gà là sang lắm, tại vì trứng gà nó mắc hơn trứng vịt. Còn qua đây thì ăn trứng vịt mắc hơn trứng gà. Nghèo thì ăn trứng gà. Thưa đại chúng, con gà đó nó gần gũi với mình, và cũng nó cũng đi vào trong những cái đời sống, mà những cái ca dao tục ngữ hay những cái câu nói thường. Thí dụ như một hình ảnh một con gà mẹ dẫn một cái đàn gà con, để biểu tượng lên rằng người mẹ lúc nào cũng che chở thương con. Mà hễ mà thấy một con gà mái mà có một đàn con, thấy không, tượng trưng cho người mẹ với đứa con. Mà hễ thấy một người nào mà mất vợ mà người đàn ông đó phải nuôi con, thì chúng ta thường dùng cái từ là gà trống nuôi con, thấy không? Chứ không ai kêu gà mái nuôi con hết á. Tại vì gà mái mà nuôi con là chuyện thường, thấy không? Còn gà trống nuôi con á, mà là cái chuyện gọi là hy hữu và hiếm có, là một cái điều rất là đáng khích lệ. Rồi trong ca dao á, cũng có rất nhiều bài, nhưng mà có cái bài mình thường nghe nhất là gì? Phượng hoàng đậu nhánh treo leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà. Chờ khi mưa thuận gió hòa, thay lông đổi cánh hóa ra phượng hoàng. Tức là mình là con phượng hoàng, nhưng mà tại vì mình lỡ mình đậu không trúng chỗ, nhưng mà mình phải theo đàn gà. Phượng hoàng đậu cánh treo leo,
xa cơ thất thế phải theo đàn gà. Nhưng mà không sao, cứ để đó chờ xem. Chờ khi mưa thuận gió hòa, tức là gặp được cái thuận lợi tốt, thì sao? Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Thì con người của mình cũng vậy, nhiều khi mình ở trong một cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta phải tùy thuận. Đến một lúc nào mà thuận lợi rồi thì chúng ta lại trở lại cái đời sống thường nhật của mình. Hay là ở trong tiếng Mỹ, người nào mà nhút nhát á, nó cũng kêu là nhát như gà, chicken, you chicken. Và gần đây á, có một cái bộ sách dành cho tuổi trẻ hay đọc những câu chuyện, gọi câu chuyện hay, mà để là nhắc nhở, khuyến khích các em. Nó có cái bộ sách nó kêu là Chicken Soup, không? Chicken Soup for the Soul, tức là một quyển sách cho tâm hồn, tuổi sách cho những cái cho những cái người mà thích nghiên cứu và có những câu chuyện ngắn gọn ở trong đó mà nói lên được những cái đạo lý để sống. Hay là mình muốn nói lên, mình nhắc nhở con người sống phải biết đừng có dại dột mà đem người khác vô để hại mình. Mình gọi là gì? Cổng rắn cắn gà nhà. Đó là ý Pháp Hòa muốn nói là con gà, hay mọi quý vị thấy là trong 12 con vật, con nào nó cũng có những cái đặc biệt và nó được đi vào trong đời sống của con người mình, từ văn chương, chữ nghĩa, đời sống hàng ngày. Ở trong Tam Quốc Chí có kể câu chuyện là ông Tào Tháo. Thì tất cả đại chúng này ai cũng biết Tào Tháo rồi. Mà cái ông Tào Tháo đi vào đời sống của người thường của chúng ta là gì? Đa nghi như Tào Tháo. Ai cũng nói câu đó hết á. Thì tại vì ông Tào Tháo, ông rất là đa nghi. Người ta tốt với ông, thậm chí là người ta mài dao để mà cắt cổ heo làm thịt đãi ông. Ông đi ngang, ông nghe hai vợ chồng bàn tán mài dao này kia, thì ông nghĩ rằng để mà giết ông. Cho nên khi mà người chồng đi mua rượu, ông ở nhà ông giết hết vợ con người ta, vì ông nghĩ rằng họ là những người đang muốn hại ông. Đến khi mà ông giết hết cả nhà rồi, giết luôn người chồng đi mua rượu về rồi, thì ông mới hóa ra là người ta đang làm thịt đãi ông, và người chồng thì đi mua rượu. Và từ đó người ta dùng cái từ là đa nghi như Tào Tháo. Mà thậm chí Hoa Đà là một cái người rất là giỏi thuốc. Khi mà ông Tào Tháo về sau ông bệnh nhức đầu, ông bệnh nhức đầu mà ngày xưa không có máy scan, mà ông Hoa Đà ông phát hiện ra rằng ông Tào Tháo bị bệnh ở trên cái não, cần phải mổ để mà chữa bệnh. Nhưng mà thời đó mà nghe nói mổ đầu thì chỉ nghĩ là chết thôi, chứ làm gì mà mổ mà hết được. Cho nên cuối cùng vì nghi ông Hoa Đà hại ông, cho nên ông cũng không cho ông Hoa Đà đụng tới cái sự mổ xẻ của ông, mà cuối cùng ông chết vì cái bệnh nhức đầu. Và cũng vì đa nghi, người ta chữa bệnh cho mình mà mình đa nghi, mình nghi ngờ người ta là không có tốt với mình, muốn hại mình, muốn giết mình. Thì vào cái thời chiến tranh, có một lần ông dẫn binh đi đánh ở Đông Xuyên. Thì cái trận này là cái trận khó ăn, lui thì mất mặt, mà tiến thì không thắng nổi. Thì có một hôm mỗi ngày có một quan lính vô gặp ông, hỏi một cái mật mã để mà canh tuần. Thì lính là hỏi mỗi ngày có một câu mật mã, nói câu gì đó để biết là người của mình. Thì một hôm có một người vô gặp ông Tào Tháo, hỏi rằng chiều hôm nay mật mã là gì để mà đi canh lính á. Thì gặp lúc Tào Tháo đang ăn cơm, ông đang ăn con gà, ông mới nói với lại cái người kia là kê cân. Ông nói cái câu mật mã ngày hôm nay là kê cân, tại ông đang ăn cơm mà đang ăn gà mà. Kê là cái gì? Cân là cái gì? Cân là cái gân á. Thì ý nói là gân gà. Thì nó kê cân. Thì khi mà nói như vậy rồi á, thì cái ông lính này ông mới đi ra ngoài, ông thông báo cho cái ông quan kia biết là
ông thừa tướng, ông tướng là ông bảo ông sếp của mình, ông biểu là cái mật mã tối nay là kê cân. Thì Dương Tu á đang coi lính thì nghe câu đó rồi á thì mới thu xếp mọi thứ cho chuẩn bị thu gọn lại để mà rút binh. Thì khi mà đang trong lúc mà thu gọn lính như vậy đó, chuẩn bị rút binh đó, thì Hạ Hầu Đôn đi tới. Hạ Hầu Đôn nói: ông đang làm gì vậy? Nếu hôm nay hỏi mật mã thì Tào Tháo biểu là cái mật mã hôm nay là kê cân. Hỏi tại sao ông nói vậy? Nói kê là gà, cân là gân, gân gà. Mà trong các món ăn á, gân gà là một cái món ăn không có ngon, bất đắc dĩ phải ăn thôi, chứ còn bỏ thì sao? Bỏ thì tiếc, ăn thì chẳng ngon lành gì. Thì ông này mới đoán cái ý rằng Tào Tháo nghĩ rằng đánh tới thì thua, mà lui á thì cũng không được, mà thôi bây giờ mình biết thân vậy thì thôi, đoán ý là sẽ lui thôi, chứ bây giờ tiến tới đâu có được. Cũng giống như bỏ thì tiếc, mà ăn thì cũng ngon, thì thôi phải ăn thôi, thì phải rút lui thôi. Hạ Hầu Đôn nghe như vậy rồi thì cũng trở về trại lính của mình chuẩn bị cho lính lui. Thì đêm đó Tào Tháo đi tới gặp Hạ Hầu Đôn thì hỏi ra là tại sao mà tất cả đều pack up chuẩn bị hết trơn vậy. Hạ Hầu Đôn mới trình bày sự việc như vậy. Tào Tháo nổi giận, kêu Dương Tu ra trách cho một trận và nói ông Dương Tu là làm loạn lòng quân, cho nên sai lính đem chặt đầu ông Dương Tu. Thì không ngờ rằng cái thời điểm đó Tào Tháo bị thua trận, sau này mới hối hận. Chứ nếu lúc đó mà nghe lời Dương Tu, làm theo cái ý của Dương Tu là rút binh là yên rồi, sau này mới hối hận và làm cái lễ cải táng cho Dương Tu một cách rất là trọng thể. Thì ở đây kể lại câu chuyện trong Sử Tam Quốc Chí cũng liên hệ tới con gà. Gân gà là một món ăn không có ngon, chẳng bất đắc dĩ là phải ăn thôi. Cũng giống như người ta ăn cá mà ăn cái đầu cá vậy đó. Đầu thì đâu có gì ăn, nhưng mà mấy ông nhậu khoái lắm, ngậm ngậm uống rượu về cho vui vậy. Bỏ thì tiếc, mà ngậm để có chút xíu mồi để mà nhậu vậy đó. Bây giờ mình nói qua Tây Du Ký. Thì thưa đại chúng, là một bộ phim, cái bộ truyện Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu không có thật. Một nhân vật có thật trong Tây Du Ký thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Mà Ngài Huyền Trang á, trong truyện kể rằng á, Ngài á, là con của một vị quan, rồi do người ta hãm hại, rồi mẹ Ngài mới để Ngài vào trong cái giỏ, trong cái thúng á, rồi đẩy ra sông đó, rồi Ngài mới trôi vô trong chùa, rồi chùa nuôi vậy đó. Tất cả những tình tiết trong Tây Du Ký đều là hư cấu hết, không có thật. Ngài Huyền Trang là một nhân vật có thật thời nhà Đường ở Trung Quốc. Và Ngài là một người thật sự có đi bộ từ Trung Quốc sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Và khi trở về đó, Ngài có viết lại một cái bộ sách để mà lưu dấu cái đoạn đường Ngài đi. Thì cái bộ đó có tên là Đại Đường Tây Vực Ký. Và sau này người ta truyền miệng với nhau rất nhiều về những cái tình tiết ly kỳ về cái chuyến đi của Ngài. Thì ông Ngô Thừa Ân á, là một người sưu tầm hết tất cả những câu chuyện đó lại và viết thành một bộ truyện đặt tên là Tây Du Ký. Và Tây Du Ký là năm bộ, một trong năm bộ mà rất là bộ sách rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Trong đó có Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, thì có Tây Du. Thì những chi tiết ở trong đó đều là do ông Ngô Thừa Ân dựng lên thôi, chứ hoàn toàn cái chuyến đi của Ngài Huyền Trang không có một nhân vật nào tên là Trư Bát Giới hay là Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, Ngộ Không gì hết. Tất cả không có. Và những cái 81 cái nạn ở trong đó là không có. Nhưng mà cái ý nghĩa thì rất là sâu sắc. Nhưng ngay cả những nhân vật do ông Ngô Thừa Ân dựng lên ở trong đó cũng rất là sâu sắc. Thì ai cũng biết rằng á, Ngộ Không là một người thông minh, đúng không? Nóng tính, thông minh. Thì cái người mà thông minh như vậy đó, mà nóng tính như vậy đó, thì tượng trưng cho sân.
Còn cái người mà tượng trưng cho tham á, tham ăn, tham gái, tham ngủ, qua hình ảnh con heo là tượng trưng cho tham. Một cái người trong đoàn, trong ba thầy trò, trong bốn thầy trò, một cái người mà rất ít nói, lúc nào cũng giữ im lặng, và chỉ là cái người khiêng vác ở trong đoàn, đó là Satan, tượng trưng cho si. Như vậy thì ngộ không là sân, ngộ năng là tham, ngộ tịnh là si. Vậy thì thưa đại chúng rằng đường tam tạng là mình, ngài huyền trang tượng trưng cho bản chất con người của mình. Thì ở trong con người mình có tham sân si không? Có. Phải không? Thì tham sân si nó là đệ tử của mình. Nó đệ tử của mình. Mình là một con người sống bình thường, có lòng từ bi bình thường, thiệt giả không biết, đúng không? Mình là một con người bình thường thì mình là ngài huyền trang. Trong phim Tây Du Ký thì mình là ngài huyền trang, và ba nhân vật đó là tham, là sân, là si, là đệ tử của mình. Bây giờ mình có cái tâm muốn quyết chí đi tới Tây Phương thỉnh kinh, nghĩa là mình có cái ý chí cầu sự giải thoát, cầu sự an lành. Thì mình đi đâu thì ba đệ tử đó phải đi theo, nó phò mình. Không, mình đi vô chùa tham sân si nó có đi theo mình không? Có. Cho mình phải tu làm sao? Bây giờ muốn chuyển hóa tham sân si thì mình phải tu ba thứ: giới, định, tuệ. Không? Ngộ không á, vì ổng thông minh cho nên ổng tượng trưng cho tuệ. Thấy rõ hết. Ai yêu quái, Ngộ không nháy nháy mắt vài cái thôi là biết liền, đó là tượng trưng cho tuệ. Cái người mà tham như là bát giới, là ngộ năng á. Chữ năng là gì? Năng là phải siêng năng, cần mẫn. Mình tham ngủ, bây giờ muốn trị cái bệnh tham ngủ là phải siêng năng, thức sớm, tụng kinh. Rồi mình tham ăn, mà ăn thịt, ăn cá, ăn mặn thì phải siêng năng, ăn chay. Cho nên đặt tên là ngộ năng. Đã ngộ rồi thì phải siêng. Và muốn siêng tu, muốn trừ cái bệnh tham là phải giữ giới. Cho nên là thọ tám giới, cho nên ông có cái biệt hiệu là bát giới. Bát giới tức là bát quan trai giới đó, mà Phật tử ai cũng đi thọ một ngày một đêm đó. Rồi, thì cái ông tham sân si thì phải tu giới, tu định, tu tuệ. Giới định tuệ mà có thì mới chuyển hóa được tham sân si. Thì bây giờ nói chung lại, Tất cả chúng ta trong con người chúng ta ai cũng có cái bản chất của tham sân si, và đặc biệt là sự luyến ái. Nói theo nhà Phật là ái dục. Có thể mình tu á, nhờ công đức, thiền tọa, tụng kinh, cái thô mình có thể mình trừ được. Nhưng mà cái chủng tử á, cái chủng tử tham ái á, thì nó còn, chứ không phải hết đâu. Ví dụ như bây giờ á, mình gặp thầy, mình không có phải thương thầy theo cái tình cảm lăng nhăng của thế gian. Mình nói mình thương thầy, nhưng mà cái có thể cái mình bị lầm cái thương đó. Mình biến thầy thành là một người mình thương mà của mình thôi. Thí dụ như bây giờ mà người ta đem cái đó lên, mà mình cũng đem lên, mà mình muốn của mình là ngay trước mặt thầy để thầy ăn cái món của mình, chứ mình mấy món khác từ từ cũng được. Tức là lúc nào mình thương, nhưng mà trong cái thương đó nó vẫn còn một chút gì đó chưa có giải thoát. Quý hiểu ý chỗ đó. Cho nên cái chủng tử ái còn. Cho nên ở trong Tây Du Ký mới kể là cái câu chuyện là ngài huyền trang và bát giới đi vào nhằm cái nước, cái một cái quốc gia toàn là người nữ. Nhớ không? Toàn là người nữ không à. Gọi là nữ quốc á. Rồi mới múc cái nước ở dưới cái sông Tử Mẫu á, uống cái nước đó. Rồi cuối cùng hai thầy trò làm sao? Có thai. Tại sao đàn ông lại có thai? Ở trong cái câu chuyện đó, trong bốn thầy trò, ngài huyền trang thì tượng trưng cho con người mình, bát giới là tượng trưng cho tham, phải không? Hai cái nhân vật này tượng trưng cho cái chủng tử ái còn, cho nên uống cái nước tử mẫu đó và có mang. Cuối cùng phải nhờ ai mới có thể
giải được cái đó phải nhờ ngộ năng và ngộ tịnh. Mà ngộ năng á, ngộ tịnh với ngộ không. Ngộ không là trí, mà ngộ tịnh là định. Chỉ có khi nào mình có định, có tuệ, mình mới có thể giải được cái chủng tử ái đó. Cho nên ngộ tịnh và ngộ không phải chạy lên trên trời á, tới cái núi gọi là tụ tiên, xin cái nước gọi là nước giải dương. Giải dương là gì? Giải dương tức là trục cái dương. Bởi vì thường thường cái sự ái luyến có mặt là do âm dương, mà nếu mà dương mà giải rồi á thì âm nó cũng sẽ được giải, cái chủng tử nó còn. Cho nên qua cái hình ảnh là uống nhầm cái nước ở trong tử mẫu để có thai. Bây giờ muốn xác định cái chỗ đó của mình, qua cái một cái nạn khác là gặp một con ma, một con yêu tinh tên là con Tỳ Bà. Tỳ Bà nữ. Thì cái con này á, cái con yêu quái này á, vốn nó là gì? Vốn nó là con rít. Mà con rít thì nó sợ con gì? Con gà. Cho nên á, khi mà Tỳ Bà nữ hiện hình kêu dụ ngài Huyền Trang không được, vua của nữ vương quốc cũng thương ngài Huyền Trang, năn nỉ ngài Huyền Trang ở lại, ngài không có chịu. Rồi cuối cùng gặp lại cái, rồi trong đó mới kể là ngoài cái cô nữ vương đó thương ngài Huyền Trang, có một con yêu quái nữ tên là Tỳ Bà cũng thương ngài Huyền Trang, nhưng mà tâm ngài bình lặng. Tức là mình tu đến cái mức mà mình không còn, mình đã trắc nghiệm được đối với những cái sắc đẹp mà mình không có bị dụ dỗ. Cho nên ở trong đó mới kể là ngài từ chối, ngài không có nhận lời. Ngài bình thản trước cái đẹp của nữ vương quốc cũng như là của Tỳ Bà nữ. Và cuối cùng phải nhờ một vị thần tên là Mão Nhật Kê Tinh. Tức là ông thần này được Ngọc Đế cho giữ mặt trời. Ở trong 28 vị sao đó, 28 vị sao đó, quý vị giờ dở lịch đó, ngày nào cũng có sao đó, sao Đê, sao Giác, sao Mão, sao gì đó, quý vị sao Vị rồi đó, nhớ không? Bên này là trực, bên này là sao đó. Thì trong 28 sao đó, thì sao Mão là sao thứ 18. Mà sao Mão có cái, thì cái vị thần này tên là Mão Nhật Kê Tinh. Kê Tinh tức là tinh là sao. Thì cái vị này xuất hiện mà chỉ cần đưa cái tiếng gáy của mình lên thì Tỳ Bà hiện nguyên hình là con rít. Phải không? Hiện nguyên hình là con rít. Bởi vì con rít á thì nó sợ con gà. Phải, con gà có mặt thì con rít nó phải hiện nguyên hình. Ở đây á muốn nói rằng khi mà cái ánh sáng tượng trưng cho mặt trời đó, giữ mặt trời có mặt, thì những cái tâm niệm li ti xấu nhỏ, xấu mà dù cho nhỏ nhất nó cũng hiện nguyên hình. Và đồng thời trong chuyện còn kể, một lần nọ mấy thầy trò đi tới một cái nơi đó có 7 con nhện nhện. 7 con nhện nhện đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. 7 thứ: hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc. Thì 7 cái này là 7 con yêu. Mà thường á thì có nhiều khi á mình tu mình không có lộ nó ra, nhưng mà nó còn vi tế trong người mình không? Còn. Cho nên cái màn nhện nó rất là mỏng. Cái màn nhện nó rất là mỏng là tượng trưng rằng nó không có còn thô, nhưng mà nó còn rất là vi tế. Cái mừng, cái giận, cái buồn, cái vui, cái ghét, cái muốn của mình ở trong con người mình, có thể là cái thô mình trừ, nhưng mà cái vi tế nó còn. Cho nên 7 con nhện này không có muốn gì hết á, chỉ muốn ăn thịt Đường Tăng thôi. Nó không muốn gì hết á. Cho nên nó mà ở trong một cái dòng suối á, chuyện kể là 7 con nhện nhện đang tắm ở trong cái dòng suối đó. Và cái suối nó tên là gì? Nó tên là Trạc Cấu. Trạc là rửa, cấu là dơ bẩn. Phải không? Mình cũng mong mỏi mình được rửa đi những cái dơ bẩn đó, muốn thoát ly nhưng mà chưa nổi. Thì cuối cùng phải nhờ. Mà 7 con nhện này á lại
kết bạn, kết nghĩa với một cái ma quân tên là Bách Nhãn Ma Quân. Bách Nhãn là gì? Trăm con mắt. Mà trăm con mắt này á, không phải nó ở trong con người thường, nó không phải trong thần thánh, mà ở trong ma quân. Một trăm con mắt này tượng trưng cho vô minh. À, mà khi mà vô minh đó, quý vị thấy trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình tự hào lắm. Mình nói tôi á, mắt này là tinh lắm, không có qua mặt được tôi đâu. Con ruồi, con ngã, nó nhúc nhích là tôi biết nó muốn cái gì rồi. Mình lúc nào mình cũng tự hào với con mắt của mình. Nhưng mà có chắc không? Mình có chắc là những điều mình nói, mình nghĩ nó có đúng không? Coi chừng, nhiều khi mình nhìn bởi cái gì? Mình nhìn bằng cái ngã tướng của mình, chứ chưa phải là vô ngã. Mình chưa nhìn người, nhìn đời bằng cặp mắt vô ngã. Mà đa phần là mình nhìn bằng cặp mắt gì? Hữu ngã. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Mình là mình thấy người khổ, mình giúp. Nhưng mà mình có bao giờ mình giúp bằng cái tinh thần vô ngã không? Hay là lúc đó mình nói không, tôi giúp là tôi cứ giúp thôi, chứ tôi không cần ai nhớ ơn. Nhưng mà thử thời hôm nào mình gặp cái người đó mà người đó không chào mình coi, buồn liền á. Mặc dù lúc mình giúp, mình nói tôi không cần nữa, nhớ thấy khổ là giúp, nhưng mà lỡ mình đi chợ đi đường, cái người đó gặp mình, do có thể là người ta không thấy mình, hoặc là mình mặc đồ không có rõ ràng, người ta nhìn không ra. Như hồi nãy á, Pháp Hòa vô, Hòa ngồi ở phía sau với mấy cô, có một cô Phật tử vô hỏi thầy đâu rồi, mà cô đứng ngay trước mặt mình vậy đó. Cái Pháp Hòa lên tiếng là thầy ngủ rồi. Cô nói ổ ngủ rồi hả? Tới hồi cô nhìn lại, cô nói thầy bữa nay tại thầy mặc áo lạnh nhìn không ra. Đâu, tại thường thường lúc nào mình gặp thầy là cũng trong cái áo vàng, áo nâu gì đó, ít khi nào mình gặp thầy trong cái áo lạnh. Cho nên Pháp Hòa ở đây cũng vậy. Cho nên nhiều khi á, mình á cũng có cặp mắt vậy, nhưng mà bây giờ mình tự hào, mình nói tôi có cả trăm con mắt lận, tôi thấy hết á. Nhưng mà cái thấy của mình là nó lồng chứa cái vô minh. Cho nên nhiều khi mình gây đau khổ cho chính mình, phiền não cho chính mình và phiền não cho người khác bằng cái thấy biết của mình, vì bằng cái nhận xét của mình. Cho mình nhìn cái gì rồi là mình nhận xét cái điều đó. Cho nên nó bảy con yêu nhìn nhận này nè là thất tình đó. Tại sao nó kết bạn với, nó kết giao, nó kết nghĩa với lại Bách Nhãn Ma Quân? Quý vị thấy á, con mắt của mình nhìn cũng có thể nhiều khi mình nhìn cái mình mừng, nhìn cái mình giận, nhìn cái mình thương, nhìn cái mình ghét, phải không? Cho nên á, thất tình á, mà nó xuất hiện trong người của mình mỗi ngày, mỗi giây phút. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây, mình ngồi đây có thể mình vui nè, lát mình ra mất dài cái mình giận nè. Mừng giận quá, không? Buồn nè, vui nè. Đó, rồi cái bạn của mình hứa là bữa nay đi chùa với mình nghe, cho nên mình vô đây mình ngồi, rồi mình cũng lấy cái áo mình để sẵn chỗ đó rồi đó, mình mong lát nữa bạn mình tới mình nhường cái chỗ đó mà ngồi cứ ngó hoài, lâu lâu mình ngó ngóng coi người đó tới chưa. Rồi cuối cùng cả ngày nay người đó không tới kia sao? Buồn giận. Cho nên thất tình là gì? Bảy cái thứ tình cảm mỗi ngày mà do chúng ta giao tiếp bằng mắt, tai, mũi, miệng của mình. Cho nên nó là kết nghĩa với Bách Nhãn Tinh Quân. Cuối cùng phải nhờ đến một vị, cái vị Bồ Tát này tên là Tỳ Lam Bồ Tát, là mẹ của Mão Dực Kê Tinh Quân hồi nãy mình nói đó. Mượn một cây kim rất là nhỏ, cái kim này luyện từ ánh sáng mặt trời liền xuống cái dòng suối đó, thì mà cái ông Bách Nhãn Ma Quân đó không còn hoành hành được nữa. Thì cái kim đó là tượng trưng cho gì? Cái kim đó là tượng trưng cho cái kim trí tuệ. Có nhiều khi á, mình không cần phải cầm cả cái kim đâu, chỉ cần một chút nhận thức thôi, chỉ cần một chút tuệ giác thôi, thì mọi việc nó sẽ được rõ ràng. Cho nên trong cuộc sống của mình, hôm rồi Pháp Hòa có nói với mấy người Mỹ, tại sao mình phải ngồi thiền? Tại vì khi mình thiền tĩnh, cái tâm mình nó định tĩnh rồi đó,
mình sẽ biết dừng lại trước mỗi lời nói của mình, mỗi hành động của mình. Mà nhiều khi chỉ cần dừng lại một giây đó thôi là mình cứu vãn tình thế rất là nhiều. Có nhiều khi mình gặp cái người đó, mình vừa định nói một câu gì đó liên hệ tới người thân của họ, mình nhớ trực lại, thôi mình nói không nên. Mình biết hai người ta đang buồn giận nhau, mình đưa cái câu này vô là có chuyện cho gia đình người ta nữa, không nói. Thành thử có nhiều khi trong cuộc sống á, thí dụ như mà người đó nói gì với mình nghe xong cái mình tới người kia, mình dò hỏi thì mới biết là cái lời nói của người nọ không có thật. Nhưng mà thay vì mình nói trời ơi vậy mà cái người đó nói với tôi là chị như thế này thế kia, mình nói chi nó đâu có lợi ích gì nữa đâu. Dần nghe biết rồi, hiểu được người này vậy nè, nhiều đã đủ rồi. Mình hiểu được câu chuyện thôi, để mình không có bị người đó nói, để mà mình hiểu lầm cái người khác. Không cần phải nói là người đó nói vậy đó. Mình nói như vậy rồi thì hai bên họ không vui. Cho nên chỉ cần nhiều khi cái trí tuệ nó nhỏ như cây kim thôi. Thưa đại chúng, cây kim ấy, nó nhỏ vậy đó mà nó làm được nhiều việc lắm. Thành ra là cây kim đó, liễn cây kim đó xuống thì Bách Nhãn Ma Quân phải chịu thua, đầu hàng. Thì cái kim đó luyện từ đâu? Luyện từ cái con mắt của mặt trời. Thở đây á, qua cái hai cái câu chuyện ở trong Tây Du Ký liên hệ đến con gà, phải không? Liên hệ tới con gà. Mà con gà đó thường thường á, buổi sáng á, nó làm sao? Nó gáy, nó báo thức. Vào cái thời nghèo á, ở Việt Nam mình không có đồng hồ, mà chỉ nhờ cái tiếng gáy con gà thôi. Dân làng, những người đi buôn đi bán nhờ nghe tiếng gáy của nó mà làm sao? Người ta biết giờ giấc, cho nên mình cũng nhờ nó. Và thường thường á, những cái chuyện ma người ta kể đó, ta viết chuyện ma không? Hễ ma ở đâu mà nó xuất hiện á, mà chỉ cần mặt trời mà vừa ló dạng mà tiếng gà gáy là ma nó biến liền, phải không? Thở đây cũng vậy. Con gà đây là tượng trưng cho ban ngày, tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho mặt trời. Đó. Thường thường văn chương hồi xưa ta không có nói mặt trời vừa ló dạng, ít khi nào ta nói vậy. Vần kê vừa ló dạng. Cái đó là văn chương ngày xưa ta nói vậy đó, thấy không? Mà người ta muốn nói đến mặt trăng thì nó là sao vậy? Người ta lấy con gì biểu tượng? Con thỏ, thấy không? Ta lấy ngọc thố đó. Ngọc thố tức là con thỏ ngọc. Mà con thỏ ngọc ở trong trăng là tượng trưng cho ban đêm. Con gà là tượng trưng cho ban ngày. Vì vậy thì ở đây á, con gà tượng trưng cho ban ngày, và ban ngày là ánh sáng. Mà nơi nào có ánh sáng xuất hiện thì bóng tối phải lui dần. Và ánh sáng ở đây là tượng trưng cho tuệ giác, tượng trưng cho trí tuệ. Nơi nào mà trí tuệ có mặt thì nơi đó vô minh phải mất dạng. Cho nên con người của chúng ta tu á, cắm ba cây hương. Khi mình thắp hương á, thường thường cắm ba cây: hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong ba cây hương, một cây cũng được, tại vì trong một nó có hai cái kia. Trong tuệ nó có định, có giới. Trong giới nó có định, có tuệ. Trong định có tuệ, có giới. Cho nên chỉ cần thắp một cây cũng được. Nhưng mà ba cây ngày xưa là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Đó là Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện trong Tam Quốc Chí, hai chuyện trong Tây Du Ký. Bây giờ mình nói con gà trong kinh. Đức Phật kể trong chuyện tiền thân của Ngài á, Ngài kể rằng có một kiếp Ngài là một người thầy dạy học cho học trò. Thì các học trò này á, thức dậy đi học nhờ cái tiếng gà gáy. Hễ mỗi lần con gà nó gáy lên thì học trò thức dậy đi vô lớp. Một ngày nọ con gà này nó chết đi, thì mấy học trò mới đi vô trong nghĩa địa, bắt một con gà trong nghĩa địa đem ra vô trong trường. Rồi con gà thì nó thường sống trong nghĩa địa, cho nên nó không có quen giờ giấc của nhà trường, cho nên nó kêu trật giờ. Nó kêu trật giờ, thành ra nó gáy trật giờ thì học sinh dậy sao? Trật giờ. Nhiều lần như vậy đứa nào nó cũng mệt quá. Bữa nọ nó tức cái mình, nó bẻ gãy cổ con gà luôn. Nó làm việc gì
cũng phải theo thứ lớp giờ giấc. Nói chung là đặc biệt là một người tu, nếu chúng ta làm những cái việc gì mà nó không phải việc của người tu thì nó không đúng, phải không? Đức Phật nói con gà nó đi về chuồng sớm lắm, cho nên người nào mà ngủ sớm người ta nói gì? Ngủ như gà vậy, chiều chiều chẳng dạng là ngủ rồi, phải không? Thì Đức Phật nói con gà nó không có đi ra ngoài ban khuya, tại vì khuya đó là tượng trưng cho cái nguy hiểm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ con của mình nó đi chơi với bạn 7-8 giờ thôi, mà từ 10 giờ đêm trở lên đó, mà nó chưa về, quý vị lo không? Lo lắm. Vì cái quan niệm của mình là con nó đi khuya là mình lo. Vì cái nghe cái gì mà khuya đó là mình có cảm giác là bất an, phải không? Thì Đức Phật nói cũng vậy. Một cái người sống ở đời thì chúng ta không đi vào những cái nơi hung hiểm, nguy hiểm. Thường người ta nói là sao? Đi tới đêm có ngày gặp ma. Đi đêm có ngày gặp ma, tức là mình làm những cái việc không đúng thì có ngày mình cũng phải bị cái nguy hiểm đến với mình. Chỗ nào mà thường ở Việt Nam mà ví dụ người nào mà đi chơi đi đâu mà đi về khuya cái là bị la, vì cái quan niệm của mình là khuya là không tốt. Cái gì mà khuya là nguy hiểm. Nó có nhiều cái đức tính. Và con gà đó, và một vị tỳ kheo đó, ăn ngủ phải đúng giờ, tụng kinh đúng giờ, làm việc gì cũng phải đúng giờ. Chữ đúng giờ đây đó, nó còn có ý nghĩa là đúng cái bổn phận của mình. Thí dụ ở trong chùa, đặc biệt là những người sống trong chùa, giờ người ta ngủ lẽ mình thức, giờ người ta tụng kinh mình đi ăn, giờ người ta ăn mình đi ngủ, coi như mình đảo lộn hết. Đức Phật dùng một từ thôi là phi thời. Chữ phi thời là gì? Không phải lúc. Không phải lúc. Cho nên hồi xưa người ta nói, gặp một cái thầy tu trẻ, ta nói, thầy tóc còn xanh, da còn hồng trắng đẹp, tuổi đời còn mơn mởn, tại sao thầy bỏ những cái lạc thú, phải không? Thế gian như thế này mà thầy đi tìm những cái vui phi thời như thế. Tại vì người ta nghĩ tuổi trẻ là phải chơi, già là tu là đúng rồi. Ta nghĩ rằng già mới tu, còn trẻ là phải đi chơi, mà trẻ mà đi tu thì là không đúng lúc, phải không? Cho nên có bởi vậy, cho nên cũng vì cái quan điểm đó mà nhiều người ta nói là sao? Thôi bây giờ còn trẻ đi chơi xả láng đi, còn mai mốt nữa già mới tu. Mà tới hồi mà già mà tu á, thì kêu bị tu nói trời ơi, tu cũng hồi còn trẻ tu thôi chứ giờ già tu gì nữa. Thật thử là lúc nào mình cũng có cái cớ, phải không, để mình nói hết. Người ví dụ như giờ già mà kêu tu nó thôi, tu còn trẻ còn minh mẫn, học này biết kia, giờ vô chùa mà tu làm phiền ta, tu gì nữa. Cho nên rốt cuộc trẻ cũng không tu mà già cũng không tu. Vì ngày xưa dùng cái chữ là phi thời là vậy đó. Người trẻ mà đi tu ta kêu là phi thời, tuổi trẻ không lo hưởng, phải không? Đó. Cho nên á, Phật dạy là mình làm một cái việc gì á, mà không có đúng thì cũng bị hại như cái con gà kia vậy. Không? Gái không có đúng thì cũng bị người ta hại. Một cái câu chuyện khác Đức Phật kể, có một kiếp ngài làm con gà. Có một kiếp ngài làm con gà thì có một con mèo á, nó muốn ăn thịt con gà. Nhưng mà nó dùng cái sắc đẹp của nó để nó chiêu dụ con gà ra khỏi cái phạm vi để nó ăn thịt con gà. Nhưng mà con gà này không bị nó dụ. Đức Phật nói cũng như thế. Một cái người mà chúng ta sống mà dễ bị những cái sắc tướng bên ngoài nó lôi kéo mình thì đôi khi mình cũng thua lỗ do mình không có tỉnh giác. Thì qua những cái câu chuyện tuần rồi, Pháp Hòa ở Trúc Lâm cũng đã nói một cái bài trích ra năm cái hạnh mà con gà sống như thế nào. Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta cũng nương vào cái cách sống của con gà để chúng ta sống và tu giống như vậy. Đức Phật có cái hay á, là ngài thấy gì ngài cũng nói được hết á. Nhưng mà có một hôm á, ngài đi bên dọc bên bờ sông thì có một con chó sói á, nó tới nó gầm gừ cái con rùa.
Thì con rùa nghe cái tiếng đi của con chó sói đi tới, thì con rùa rút cổ vô, rút chân, rút hết vô trong cái mai á. Con chó sói nó đứng, nó ngửi 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 hoài, nó không thấy gì hết, cái nó bỏ nó đi. Phật thấy vậy đó, Phật nói các thầy thấy con rùa nó rút vô sáu chi của nó không? Cái đầu, bốn chân, cái đuôi. Phật nói người tu cũng vậy, mình cũng phải rút những cái con chó sói là tượng trưng cho những cái cám dỗ bên ngoài, và mình là một con rùa có cái mai, có cái mu rùa là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái áo giáp giới của mình. Thì mình muốn yên thân á, mà thấy con chó sói mà đi tới, tức là những cái gì mà nó có thể nó làm cho mình bị sa ngã đó, là rút vô liền. Đừng có để nó ăn thịt mình. Mà Đức Phật là cứ đi đường mà thấy những cái cảnh như vậy, là Đức Phật hay đem những cái đó ra. Đức Phật ví dụ giống như đi ngang một cái nhà bán cá, Phật nói ngạ nan lấy cái tay cầm một cái vóc cá lên rồi thả xuống, xong ngửi cái tay có hôi không, nó và tanh mùi cá quá. Rồi đi qua một cái nhà bán nhang, Phật nói lấy tay vóc một cái vóc nhang lên rồi thả bột nhang xuống ra ngửi coi thơm không. Đức Phật nói cũng như vậy, mình ở gần ở đâu thì mình bị ảnh hưởng cái đó, nó nhiễm cái đó, phải không? Mình lấy cái tay mình vóc cá thì tay mình nó tanh, mình lấy cái tay mình vóc bột nhang thì tay mình nó thơm. Rồi Phật đi tới nhà cái ông nuôi ngựa, Phật hỏi ông nuôi ngựa sao, ông kể tôi nghe, nói già nuôi ngựa có phải mấy cách để mà giữ ngựa. Phật nói người tu cũng phải học mấy cách này, tâm mình nó giống con ngựa vậy, nó phóng dữ lắm, không, nó lăng xăng lắm, cho nên mình phải học cái cách nè, tra hàm thiết nè, xỏ mũi dắt đi, vân vân. Rồi Phật tới nhà cái ông mà nuôi trâu, Phật hỏi vậy chứ ông nuôi trâu bao nhiêu cách, nói dạ con làm trâu có 10, con nuôi trâu, con dưỡng trâu, dạy trâu có 11 cách. Chẳng hạn như phải tìm đúng chỗ cho con trâu mình nó ăn cỏ, nó uống nước. Rồi ban đêm phải đốt cỏ lên cho muỗi đừng có chích trâu. Đức Phật nói người tu cũng vậy, con trâu của tâm của mình nó cũng lăng xăng dữ lắm. Mình cũng phải lựa chỗ cho con trâu này nó đậu. Cái tâm mình mà nó gá không đúng chỗ là cũng mệt lắm. Phải đốt lửa lên để mà những con muỗi nó không có đốt con trâu của mình. Cũng như vậy, mình phải ung cái khói định tuệ thiền quán để những cái nhỏ nhít như con muỗi nó không có thể làm hại cái tâm mình được, vân vân. Thì nói chung á, Đức Phật không có là một cái bậc thầy mà có thể tùy mọi cái hoàn cảnh Đức Phật có thể giảng dạy cho chúng ta nương vào những cái đó. Cho nên mình mới có cái câu gì, trong thế gian này tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cái quan trọng là mình có cái nhìn trong sáng để mình thấy tất cả sự việc để mình học. Ví dụ mình thấy một người xấu, mình không có ghét họ, mình không khinh thường họ, không được. Mình thấy một cái người dở, không khinh người ta, mà mình phải học. Học cái gì? Học cái vĩnh viễn đừng làm giống như vậy. Tức là cái xấu của họ cũng có thể trở thành bài học cho mình, là tự nhắc nhở mình không học như vậy. Mà nếu mình gặp một cái người tốt thì mình phải học cái tốt của người ta. Cho nên đối với đạo Phật, người nào mà dở hay là người ta kém thông minh vân vân, không có cười chê, mà mình phải thương, và đồng thời mình cũng phải học ở nơi những người dở. Không phải học cái dở của họ, mà học cái đừng làm giống như vậy để trở thành dở hoặc là dở hơn. Đó. Thì qua một cái câu chuyện hôm nay Pháp Hoàng muốn kể với đại chúng, đó là chúng ta mỗi năm, theo cái truyền thống của chúng ta là mỗi năm một con vật ha, Tý Sửu Dần Mẹo gì đó, thì hết 12 con giáp thì chúng ta lại đáo trở lại. Hết một cái 12 con giáp đó là 60 năm phải không? Thì mình đi một vòng, là coi như hết một kiếp người. Thì mỗi một cái con vật nó gần gũi trong cuộc sống của con người, hay là người ta có những cái bài học, những cái định nghĩa gì đó về cái con vật đó, và chúng ta cũng được học. Và Pháp Hòa nhớ có thể nói rằng cái con gà này
Năm nay Pháp Hòa nói là đủ 12 con giáp, Pháp Hòa nói rồi đó. Pháp Hòa nhớ là năm Tý, Pháp Hòa nói cũng tại đây nè. Tý rồi, Sửu rồi, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu gì nói hết rồi. Năm nay là năm con gà, mình nói một chút xíu về con gà. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một câu chuyện ở trong Tam Quốc Chí, hai chuyện ở trong Tây Du Ký, và hai câu chuyện Đức Phật kể về tiền thân của Ngài, mà những cái gì nó liên hệ tới con gà. Và tuần trước nói ở Trúc Lâm là năm hạnh của con gà. Thì Pháp Hòa xin gửi đến đại chúng như là những cái khi mà chúng ta nhắc đến mỗi năm, thì mỗi năm một bài học, mỗi một con vật nó cho ta một bài học. Thì đại chúng chịu khó, lúc nào có dịp mình nghe lại những cái con vật kia để chúng ta học hỏi, và chúng ta nương vào những cái hạnh đó để chúng ta học. Năm mới, thời giờ không có nhiều, Pháp Hòa kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình có nhiều sức khỏe, an vui. Và chúng ta nhớ rằng con gà ở đây còn biểu tượng cho ánh sáng, cho mặt trời, cho ánh sáng, cho ban ngày. Thì nơi nào mà gà gáy, ánh sáng có mặt, thì tất cả những cái bóng tối đều phải lui hết. Khi nào có trí tuệ, có ánh sáng, có tuệ giác, thì tất cả những vô minh phải lui. Thật sự ra đó, phiền não hay bồ đề nó không có xa. Ví dụ hồi nãy mình buồn người đó, mình giận người đó do hiểu lầm, đang giận lên là phiền não rồi. Thì cái người kia, cái người nọ không có giải thích được với mình, nhưng mà một người bạn khác xuất hiện, nói trời ơi chị hiểu lầm nó rồi, nó không phải nói vậy, cái ý nó khác, cái tự nhiên mình hiểu ra cái thì hết buồn hết ngay lúc đó luôn. Thì cái nhà Phật chúng ta thường hay dùng cái từ là phiền não tức bồ đề. Cái chữ tức đó là gì? Nó là, phải không? Nếu không có phiền não thì làm sao có bồ đề, phải không? Cho nên đó là khổ đau tức hạnh phúc. Khi mình đau răng là khổ, uống một viên Tylenol 3 vô hết đau. Nó đâu, cái đau nó đâu đi đâu đâu, nó cũng ở đó đó, nhưng mà nó nhờ cái viên Tylenol làm cho nó hết đau. Cũng như vậy, cái khổ không có chạy đâu, nó cũng ở mình, nhưng mà tại vì khi mình mãn nguyện, mình bằng lòng, cái tự nhiên cái khổ nó hết. Chứ cuộc đời này á, bản chất của mọi thứ không có gì khổ hết. Giống như bình hoa này, bản chất nó không có khổ, nhưng mà cái người nào nhìn nó, bằng lòng với nó thì vui, mà không bằng lòng là khổ. Ví dụ những vị nào ngồi đây nhìn thẳng về cái vui, không sao, bình hoa này vô tội. Nhưng mà người nào ngồi mé này nhìn lên không thấy, ví dụ vậy đó, ai để cái bình hoa bực bội quá. Thì cái bản chất của nó đâu có khổ đâu, nó cứ là cái bình hoa vậy thôi. Nhưng mà mỗi người chúng ta nhận nó một cách để chúng ta khổ. Cho nên mọi sự mọi việc trên thế gian này, nó không, bản chất nó không hề mang cái bực bội gì hết. Nhưng mà do chúng ta chưa có đủ cái sự tu tập, chưa đủ cái sự quán chiếu, thì chúng ta bị nó ràng buộc. Vì vậy cho nên chính cái ràng buộc đó mà hỏi tới mình là không, tôi đâu có buồn bực chi chuyện chuyện đó, nó đâu có liên hệ tới tôi. Nó mỏng, giống như cái màn nhện vậy đó. Nó mỏng lắm. Nhưng mà chính những cái màn nhện như vậy, nó giăng, nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình bị bao phủ, mình không nhúc nhích được nó. Cho nên trong Tây Du Ký kể là chỉ có hai người bị thôi. Đó là ai? Ngài Huyền Trang và Bát Giới. Và hai người đó là tượng trưng cho hai nhân vật. Một là một con người thuần túy giống mình, hai là do cái tham nó đẩy tới. Ví dụ như ta để cái chén cơm đó đó, mắc mớ gì mà Bát Giới mà thấy là tới ăn. Mà nhiều khi không có ăn hết đâu, cho thử miếng đi. Mà chính cái thử đó chết, phải không? Thì con người mình y chang. ăn thiệt thì không ăn đâu, ăn thử thôi. Mà chính cái ăn thử nhiều khi đau bụng. Thôi chúc đại chúng một năm mới được an lạc. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tăng
cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, noi gương Đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù. Tàn như pháo hồng ngoài sân, màn u tối vô mình không còn hương. Thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi. Đời trần thế vui xuân bao tràn hòa, người người đón xuân an lạc hài hòa. Và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn phương. Ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân an khắp muôn phương xa. Lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi, đời trần thế vui xuân bao tràn hòa, người người đón xuân an lạc hài hòa. Và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn hương. Ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân khắp buôn đường xa. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, mong non nước bình đẹp mãi, nhân thế xóa tan đi bao oán than. Ta vui đón xuân đến, cùng chung đắp xây tình thương khắp nơi. Chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, noi gương Đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù. Tàn như pháo hồng ngoài sân,
màn u tối vô mình không còn hương. Thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi. Đời trần thế vui xuân bao tràn hòa, người người đón xuân an lạc hài hòa. Và hạnh phúc an vui tháng năm